Sau khi đăng ký kết hôn, cặp đôi LGBT Ngô Quyền và Hồng Sơn quyết định có con. Chỉ 2 tháng thả, cặp đôi vỡ òa khi biết tin mình đã lên chức bố mẹ. Được biết quá trình thụ thai, mang thai đều hoàn toàn tự nhiên khiến nhiều người ngỡ ngàng. Nhân vật trong câu chuyện gây sốt cộng đồng mạng thời gian gần đây chính là Ngô Quyền, tên thật là Ngô Thị Xuân Huyền, sinh năm 1989, sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, Xuân Quyền là nữ chuyển giới thành nam. Đáng chú ý, vào tháng 3 năm 2023, Ngô Quyền kết hôn cùng Nguyễn Hồng Sơn, sinh năm 1999, cũng thuộc cộng đồng LGBT. Theo đó, Ngô Quyền và Hồng Sơn vẫn đăng ký giấy kết hôn như bình thường, vì trên mặt giấy tờ, Quyền mang giới tính nữ và Sơn mang giới tính nam. Đặc biệt trong cuộc sống hôn nhân, thay vì người mang giới tính nam sẽ là chồng, thì Ngô Quyền lại đảm nhận trọng trách ấy, còn Hồng Sơn sẽ là vợ. Tiết lộ về kế hoạch có con, cặp đôi chia sẻ đó là dự định, mong muốn của cả hai. Cụ thể, Quyền thụ thai hoàn toàn tự nhiên, quá trình mang thai của Quyền cũng khiến cặp đôi và gia đình vô cùng bất ngờ. Được biết, sau nhiều năm tiêm hormone nam, chu kỳ kinh nguyệt của Quyền đã dừng lại. Thế nên khi dự định có con, Quyền mới ngừng tiêm hormone. Không ngờ chỉ sau một tuần ngừng tiêm, kinh nguyệt xuất hiện trở lại khiến cặp đôi có thêm nhiều hy vọng. Sau đó, Quyền và Sơn đến bệnh viện thăm khám thì nhận được thông báo Quyền có thể mang thai hoàn toàn tự nhiên. Chỉ 2 tháng thả, cặp đôi vỡ òa khi biết tin mình đã lên chức bố mẹ. Hồng Sơn hạnh phúc chia sẻ, chúng mình không tốn thời gian chờ đợi, mọi thứ đến đúng như nguyện vọng. Trong quá trình mang thai, cơ thể và tâm lý của Quyền có nhiều thay đổi, dễ giận dỗi hơn bình thường. Bên cạnh đó, công việc của Hồng Sơn lại dày đặc, bận rộn nên ít thời gian quan tâm đến chồng. Cặp đôi bắt đầu xuất hiện những mâu thuẫn, cãi vã nhiều hơn lúc mới yêu nhau. Thậm chí, Ngô Quyền từng bỏ nhà đi khiến Hồng Sơn vô cùng lo lắng. Cũng chính vì lần bỏ nhà đi của chồng, Hồng Sơn đã dành thời gian nhiều hơn cho tổ ấm nhỏ của mình. Cả hai vừa chào đón thành viên mới của gia đình là một bé trai kháu khỉnh, trắng trẻo. Những video của Quyền và Sơn đăng tải có sự xuất hiện của con trai khiến cư dân mạng thích thú, đồng loạt gửi những lời chúc đến với cặp đôi. Hai vợ chồng dự định sau khi con trai lớn hơn sẽ dạy cho con cách xưng hô rất đặc biệt, Ngô Quyền sẽ là ba và Hồng Sơn sẽ là bá, từ ghép của ba và má. Sự ra đời của con trai khiến Quyền và Sơn càng thêm gắn bó, có sự gắn kết chặt chẽ hơn. Hồng Sơn tiết lộ, kể từ khi con trai chào đời, công việc của cả hai càng ngày càng thuận lợi, hanh thông. Được biết, mẹ của Quyền là cô Ánh ban đầu không có ấn tượng với nàng dâu của mình vì Hồng Sơn tóc xanh, son môi đỏ. Tuy nhiên, vì tính cách dễ thương, lanh lợi, sống tình cảm và hay đi làm việc thiện nguyện giống mình nên cô Ánh đã dần quý mến và thân thiết với Sơn hơn. Thời gian đầu khi có cháu trai, cô Ánh lúng túng, bối rối không biết nên gọi cháu là cháu ngoại hay cháu nội. Nhưng hiện tại chuyện xưng hô đối với cô không quan trọng, chỉ cần con cháu được khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc là điều mà cô Ánh mong muốn nhất. Đây không phải là lần đầu tiên tại Việt Nam có trường hợp đàn ông mang bầu như cặp đôi Ngô Quyền, Hồng Sơn. Năm 2020, tại chương trình Bước ra ánh sáng, tên tiếng Anh, Come Out với chiếc bụng bầu, Minh Khang, sinh năm 1996, Cần Thơ, gây chú ý khi chia sẻ, tại Việt Nam, anh là người đàn ông đầu tiên mang bầu. Anh kết hôn với cô dâu Minh Anh vào năm 2017. Họ có sự đổi vai hoàn hảo cho nhau khi Minh Anh sinh ra vốn là một người con trai còn Minh Khang lại từng là một cô gái. Sau đám cưới, Minh Khang đã quyết tâm mang thai thay vợ để có tiếng trẻ thơ trong nhà.